Thì mình tới từng tuổi này mình không làm được giúp cho cha mẹ hết mà làm khổ cho cha mẹ thêm buồn lắm. Nhiều khi ngủ muốn kết thúc cái mạng sống của mình buồn không thể nào tưởng tượng tả nổi. Nằm đêm suy nghĩ muốn ra đi thanh thản, đừng để cho cha mẹ suy nghĩ buồn mình nữa, lo cho mình nữa. Thu Huyên mến chào cô chú anh chị đang theo dõi GoFood. Hiện tại Thu Huyên đang có mặt tại một khu trọ ở Bình Dương để thăm một cái hoàn cảnh mới là anh có gọi điện đến kênh và nhờ sự giúp đỡ của team. Anh có chia sẻ là anh bị ca xương và mấy năm nay thì không có đi làm gì được và ngồi một chỗ và mong muốn kênh giúp đỡ. Thu Huyên cũng theo cái định vị mà anh chia sẻ là đến được cái khu trọ này, mình cũng chưa gọi lại cho anh đâu, mà nghe mình nhớ là anh cái phần chân của anh là bị đau như vậy nên không có đi được á, nên Thu Huyên đang đoán là cái phòng mà có cái cặp nạng ở trước đây này chắc là phòng của anh rồi, thì cô chú anh chị cùng con đi vào nha, xem thử là Thu Huyên đoán có đúng không nha. Dạ thưa cô chú anh chị, bên cạnh Thu Uyên là anh khách, là người đã liên hệ đến kênh của Thu Uyên. Thì anh khách cho em hỏi là mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi, quê ở đâu ạ? Em sinh năm 92, quê ở Bạc Liêu. Anh lớn không nghe đó, anh cứ xưng là Dạ. anh đi. Mình ở trọ đây một mình hay là ở Dạ. cùng ai? Ở mình chị. Ui, cái chân của anh nó Bị vẩy nến. vậy nến à, Dạ. tay cũng bị à? Bị hết rồi. Anh bị cái này là từ nhỏ hay là Mới bị đây, bị rồi mới nó ăn qua khớp đó chị. vậy nến trước xong Dạ. ăn vào trong khớp không? Dạ. Ủa, hiện tại là cái bệnh của mình là cụ thể là bệnh gì? Vừa bị hoại tử xương đùi vừa bị nến, vậy nến trước rồi thấy hoại tử. Hoại tử xương đùi Dạ. sau. Trời, Mới cái đầu nó bị bên nữa, giờ nó ăn bị hai bên, chân bị này. hết toàn thân đau Wow. cổ. Tại hôm nó em xức thuốc nó rụng hết nữa, chứ nó còn dữ lắm. Bây giờ là đỡ hơn rồi, còn bình thường là nó còn ghê hơn nữa. Giờ nóng người là nó lên dãy lên lớp lớp lớp. Sáng là rụng quét cái chén. Quét ra cả chén luôn Dạ. á. Bệnh này có bị, em hỏi em không biết có nhạy cảm không, nhưng bệnh này có bị lây gì Không không bị lây. Dạ. rồi nó bình thường á, có bị ngứa hay là khó Lâu chịu? lâu nó bị ngứa vậy. Nó ngứa, nói chung là ngủ khó ngủ lắm, nhất khó ngủ. Nhất Dạ. là những cái chân này à? Dạ, nhất chân. Ừ, Nói chung vậy cái này nó khi nó mình suy nghĩ mình mệt quá mình suy nghĩ nó lên khô da, nó gác da nó nóng mình ngủ không được, nó nứt nó gớm máu ngủ không được, nằm xuống là nó đau cái lưng, nó bị nổi dày và dày lên, nằm xuống nó đau nó gác ngủ không được, anh bị như thế này lâu chưa, và từ bị cái bệnh cái chiếc ca xương của mình đó là bắt đầu từ khi nào rồi, chữa trị ra sao? vẩy nến này được 8 năm mà. Vì xương thì sau vẩy nến 2 năm là 6 năm. 2 năm tôi bị vẩy Cái anh chia sẻ em cái xương mình chút đi, cái xương mình rồi sao mình phát hiện bệnh rồi anh chữa trị như thế nào? mới đầu nhất rồi em đi khám là nó bị thoái hóa khớp. Dạ. Thoái hóa khớp rồi sau rồi uống thuốc bệnh viện, uống thuốc bệnh viện rồi nó cũng vậy nhất nhất hoài. Bác sĩ nói là cái này phải sau này cũng phải thay thôi. Nói chung là em cũng đi làm hoài, đi làm nhất nó nhức nhức rồi chụp hình, người ta nói bây giờ hoại tử rồi, nó kêu thai một bên nó chưa khả năng rồi đi làm hoài, giờ nó bị thêm bên nó bị hoại tử hai bên luôn. Là con nhầm, anh là bị ca là bị ung thư của cô chú anh chị, nhưng mà như anh chia sẻ là không phải là bị ung thư mà là bị hoại tử xương đùi, nó không phải là giống như những cái trường hợp trước mà Thu Yên có chia sẻ, là cái phần hoại tử này á là nó tự bị như vậy, không có phải là di truyền hay là Giờ không có là gì hết. giờ tư vị Rồi anh điều trị như thế nào, rồi bác chứ sĩ chẩn đoán tiếp theo sẽ làm sao? chứ thì em muốn thuốc bác sĩ chỉ giảm đau này kia thôi, đi chạy viêm giảm viêm mình thôi, Dạ. rồi bác sĩ nói sau này phải thay chứ cái này nó không có hồi phục được, bác sĩ nói cái này phải thay chứ không bao giờ trị lành lại được.
Có nói là nguyên nhân bị không ạ? Ví dụ như là bị, nói chung là mình nuôi khô chắc nhờn, bị thối, mới đầu bị thối bát khớp, bị khô chắc nhờn vì nó ăn 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 giết mình đi, rồi giết nó mòn cái sụm. Dạ. Rồi giết nó hai xương đụng nhau với nó làm cái ổ bị viêm, rồi bị hư cái ổ xương đó. Lúc anh phát hiện ra thì bác sĩ có kêu là cái này là muộn quá không còn chữa được nên phải thay, hay là nó vẫn còn có thể chữa được nhưng mà tới mình để lâu quá nên bắt buộc phải thay, Bác sĩ nói phải thay chứ không có trị, điều trị được không có điều trị được bệnh này? giờ, không điều trị được bệnh này, phải thay xương. Thật sự đây là lần đầu tiên em nghe cái bệnh này luôn nên rất là tò mò. Rồi bác sĩ có nói là phẫu thuật này chắc cũng mắc anh nhỉ? Dạ không có bảo hiểm, nghe là có cái chú này là 120 triệu một bên. Một bên không có bảo hiểm, còn có bảo hiểm thì mỗi bao nhiêu? Thì chú đây là 80 triệu, chú ở gần đâu. Bữa hôm em làm nghe anh của một bạn làm chung á, ông mổ hai bên bên 80. Cũng bị giống như anh luôn. Ông mổ hai bên lúc luôn, ông đi cũng đi làm cơ khí, cũng làm công trình làm nặng rồi bị. Cái đặc thù công việc của anh là trước anh làm gì ta? Em làm cơ khí. Cơ khí. Cũng có người bị tương tự như anh luôn. Cái này là như là cơ khí hay là nhiều người bị hay là Nói sao? chung cơ địa mọi người chị, nó không phải người nào cũng Anh có gia đình rồi chưa, rồi cha mẹ anh chị em sao? bị. Gia đình có rồi mà chung không hợp nên không có chung nữa. Thì chị với em đang mới đi làm về, đang đây chị hai với em gái. Chào em, chào chị ạ. Dạ em chào chị. Cha mẹ thì ở quê nuôi bà nội. Cha đi đi làm vuông làm cho người ta xa nhà, mẹ ở nhà trong bà nội, nội giờ nằm nằm chỗ mẹ chăm nội. Dạ, là ba anh chị em là ở trong cái phòng này luôn. Không, hai chị em, hai chị nó có gia đình yên ở Dạ, gần đây. hôm nay là qua thăm anh đấy ạ. Không, anh nay anh báo thì em có qua thì nói thằng về. Dạ, chị, mình vào đây luôn đi chị, mình vào đây. Của anh đã có vợ rồi, thấy có con chung Không, không có con. không? Anh có vợ 6 năm, 7, 6 năm rồi mà chưa có con. Mình kế hoạch ra sao? Không, nói chung là không biết là sao không có con, không phải có kế hoạch. Rồi bệnh như thế này rồi công việc mình này là sao? Nói chung bấp bênh lắm. Nói chung là ở đây cũng nhờ chị với em mua đồ ăn uống này, thuốc thang. Bên cạnh Thu là chị của anh thì chị là chị thứ mấy của anh? Thứ hai. Chị thứ hai à? Gia đình mình mấy người chị? Bốn. Rồi mình có gần đây không? Dạ gần. Rồi là mình hay Gần. qua đây chăm sóc cho anh nè. Dạ, hai chị em ở gần ấy, đi tới luôn mua đồ cho nó. Chị có gia đình rồi hết không? Dạ có. Mình làm gì chị? Làm công ty đan á. Đây. Dạ. Em thắc mắc một xíu, em biết cái này là chị bị bệnh hay sao? Bẩm sinh từ nhỏ tới lớn. Rồi anh gái anh bị bệnh như thế này này. Rồi hàng ngày rồi mấy công việc của anh, rồi việc nhà hay là ăn uống nấu ăn thì chị có phụ ảnh hay là ảnh tự làm? Như tỷ em làm về về thì em rảnh em thả lại nhỏ em gái em thì qua phụ tiếp, nó cũng đi tới luôn bắt tiện. Là mấy năm nay rồi, mấy năm nay ở lại đây ở nhà không? Trước đây thì ảnh làm công việc đồ thì có hay hai chị em mình có hay qua lại với nhau nhiều không? Có gì ở gần đây mà lội ra đây chút xíu Hồi anh bệnh chị biết không? à hả? Hồi ảnh bị bệnh như này mình biết bệnh của Biết ảnh rồi. biết lúc đó là dữ lắm, lâu lắm bệnh chút xíu mà biết mà mãi nó nhiều lắm, chữa hoài không hết. Bác sĩ nghe anh nói là bác sĩ chẩn đoán anh bệnh hoại tử xương này, rồi chi phí rồi phẫu thuật rồi thì gia đình có khuyên ảnh là mổ hay là sao, và sao đến giờ mà để lâu như vậy? Dạ có phiên mà nhà không đủ điều kiện, ai cũng hoàn cảnh nào cũng khó khăn, cha thì đi làm thuê ta, mẹ ở nhà thì trong bà nội nằm chỗ với chồng con của chị. 3 năm nay là mình tự nấu tự chăm sóc bản thân. Được. Bây giờ nếu Giàu mệt quá nhờ chị hay em con nó mua gì ăn ngoài. hàng bảo sao mà mình thấy cái bếp nó để thấp, với lại là tất cả các đồ ăn Người đồ cao máy quá đứng đổ được. không đúng được. Anh có chơi đàn à? Nên thấy có cái đây có Có cái đàn này. đàn, có bạn nó buồn bệnh nhà nó tặng đưa
Hiện tại á, anh có đang điều trị ở bệnh viện nào hay là uống thuốc ở bệnh viện nào? Chứ em đi khám chụp hình mạch, đi chụp hình mấy bệnh viện thôi, chứ về em mua thuốc kháng viêm với nhất em uống thôi, chứ vậy là không có trị hết được nên em không có theo bác sĩ được. Cái vậy nếu như đây thì chữa uống thuốc là ấy có Em đỡ không anh? tốn cũng nhiều tiền, tốn nói chung là nhà đó đỡ, mà chị bệnh lúc bệnh như đó là chị hết tiền luôn, hết không còn gì. Mỗi lần đi qua bệnh viện Gia Liễu là mấy chục triệu, mấy chục triệu Tiền tiền thuốc, mỗi lần tiền thuốc không là mười mấy hai chục triệu tiền thuốc. em hỏi một xí là có phải là cái bệnh này nó làm cho người mình nó phồng lên rồi nó rộp hết toàn da luôn không? Dạ, nói chung là cái cơ địa mình đừng có chết hay suy nghĩ gì nhiều quá. Nó phải ảnh hưởng đến cả tâm lý nữa. Dạ, tâm lý. Rồi một bệnh hiện tại này mà mình đang ở trọ ở chỗ Bình Dương này á, Dạ. thì anh có sao mình lại không có suy nghĩ là mình là về dưới quê thì không khí rồi nó thoải mái tâm Em trạng cũng rồi có hồi xưa không? về dưới mấy tháng mà thấy cực cho mẹ nhiều quá rồi. Tiền bạc không có, lúc đó còn đi làm được, để thấy gì em nên đi làm. Anh sợ là gánh nặng cho gia đình. Dạ. Chứ ở cha mẹ kêu ở dưới quê đi, cha mẹ lo, có gì nấy, thấy dưới quê không có làm gì ra tiền, làm lúa thì có hai ba công đất, làm không được gì hết. Thu nhập tới 3 tháng mới thu nhập mấy chắc lúa. Rồi tiền thuốc men, nói chung là dưới em không làm, đi chích, là lúc đó em đi sốt rồi chích, ngày nào cũng chích, chích ngày trăm mấy ngày nào cũng đi chích, đi không nổi, nó viêm đi không nổi không được, phải đi chích. Thu Nguyên nghĩ là mình có thể hiểu được ở cái phần này tại sao anh lại không có ở với gia đình vì lo. Bởi vì là Thu Nguyên cũng đặt trường hợp theo em cũng là một người bệnh. Khi mà em thấy em hóa trị mà em ngồi ở trong bệnh viện á, mình ở trong phòng của mình chích thuốc mình tốn rất là nhiều tiền, mình đang chữa trị đấy, nhưng mà má mình hoặc cô mình đứng ở phía ngoài trời nắng nôi rồi nó mệt mỏi rồi mình rất là xót, nên thôi nếu mà có chịu thì chịu một mình thôi, mà không muốn giấu, không có cho, không muốn là gia đình biết, cụ thể là vậy. Nên tôi nghĩ là cái tâm trạng của anh thì chắc nhiều người bệnh có người thân là họ sẽ hiểu hơn. Rồi lên trên này thì anh đi làm gì không, hay là làm sao để mình có thu nhập để mình trả tiền phòng này rồi tiền điện tiền nước đồ? Tiền phòng thì chị với em lo, tháng thì em gửi cho 1 triệu 2 triệu tiền phòng với tiền thuốc. Suốt thời gian dài như vậy luôn. Dạ. Rồi anh có làm thêm gì không? Như em thấy ở đây Có. có bộ đồ giống như là đi làm ấy không? Dạ. Như làm cơ khí đó. Rảnh thì chỗ nào có hàng thì đi làm phán. Làm cơ khí là anh sẽ làm như Hàng thế nào? em hàng qua cái ghế ghế cà phê á. Là ngồi 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 Dạ, ngồi một chỗ để ngồi làm. dạ ngồi chỗ làm. Làm này thu nhập có được không anh? Nói chung là làm cũng được lắm chị, mà mình bệnh mình làm không bằng người ta. Dạ. Dạ. Nói chung là người ta khỏe làm ngày 600 500, mình bệnh thì làm ngày 300 mấy. Dạ. Tại mình đi đứng, mình đi kéo hàng, kéo đi đứng khó khăn á. Dạ. Thì bất tiện mình chậm thời gian đó. Y như là mình làm một thời gian ngắn xong rồi Dạ. đó phải nghỉ cả tháng đó hả? Hay là sao? Không, nói chung là mấy tháng này, 2 tháng này thất nghiệp, làm ít lắm. Làm tháng làm 4 5 ngày, 5 6 ngày. Hiện tại như em thấy là mình đang sống một mình đây thì có khi nào mà anh cảm thấy là buồn chán hay là muốn tâm sự với ai không? Cũng có nhiều lắm chị, nói chung là bệnh thì mặc cảm lắm, nói chung là đi ra đường cũng ngại lắm. Gặp trước là không bệnh thì gặp bạn bè anh em vui vẻ, giờ bệnh mặc cảm chung tay chân gì gặp ai được. Thì đây thì có nhỏ em gần sát bên đây với thằng cháu, buồn thì điện qua ngồi chơi nói chuyện chơi. Nếu buồn quá thì nhỏ em chở đi đi ăn mì cay này kia về. À, em hỏi như này anh đừng buồn nhé. Chờ. Với lại khi mà bệnh như thế này, có những cái vết đỏ như thế này á, thì khi mà anh nói mặc cảm á, thì người ta những cái người xung quanh á, khi họ thấy những cái vết thương này thì người ta họ có kỳ thị hay là xa lánh mình không? Dạ, cũng có gì người ta cũng sợ, nhiều khi buồn lắm.
không dám tiếp xúc với ai. Có chỉ bạn em hiểu bệnh em với bạn được còn mấy người tiếp xúc. Chứ nhiều người giờ nhìn thì người ta nhìn cái ánh mắt người khác lắm. Hiện tại cái mong muốn lớn nhất của anh là gì? Anh chia sẻ em nghe được không? Giờ em mong muốn em hết là được chỉ cái đôi chân mà nên khỏe đi làm đi lo cho cha mẹ. Em chỉ muốn vậy được thôi chứ không muốn gì hết. Ở một anh khách thì năm nay hình như tôi nhớ là anh sinh năm 92. Dạ. 92 thì ở cái tuổi này cũng rất là trẻ luôn phải không cô chú anh chị, mà với bệnh của anh cũng không phải là ung thư mà chỉ là hoại tử xương thôi. Nó trước đây thì anh có ý định là chữa như thế nào, anh vay Thì mượn hay là thử vay mượn hay là nhờ được không? giờ cũng có mà nói chung là ai cũng khó khăn chứ. Cũng cha mẹ cũng chạy hỏi nhiều lỗ mà không có ai giúp được tại số tiền cao quá, nói chung là ai cũng khó khăn đó, không ai giúp đỡ mình được. Anh biết đến kênh tụi em lâu chưa ạ? Giờ cũng theo dõi nhiều kênh đó, chị kênh chị cũng được tháng mấy nay Dạ. giờ em theo dõi nhiều, ngày nào cũng xem hết. Thì như thường như anh có liên hệ đến kênh và Thu Quyên cũng có biết qua tình hình anh nên cũng sắp xếp là hôm nay tới thăm anh. Và đồng thời thì Thu Quyên cũng xin nhờ trích một cái khoản tiền của Mạnh Thường Quân đã gửi đến kênh. Đây Thu Quyên có ở đây luôn thì Thu Quyên xin phép được đọc các Mạnh Thường Quân giúp cho anh khách ạ. Thứ nhất là có chị Mai Tú Trinh ở Mỹ gửi cho anh khách là 1.000.000. Thứ hai là có chị Cao Lý Ái Hữu ở Trung Sơn, huyện Bình Chánh gửi cho anh là 1.000.000. Và thứ ba là có nhóm từ thiện Bông Cải Xanh gửi cho anh là 500. Tổng số tiền là 2.500.000. Em sẽ gửi anh cái khoản tiền này để phụ cho mình cái khoản mà chi phí như là khám chữa bệnh hoặc là anh có uống thuốc gì thêm á thì mình mua thêm mình uống anh ha. Thì em gửi anh là 1.000.000 ạ. 2.000.000 và 500.000 em gửi anh. Em cảm ơn mấy anh chị, mấy cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ em. Cái này là rượu thuốc hay sao vậy ạ? Giờ dù thuốc chị nhất cái gì Uống cái này là nó đỡ hơn. cũng đỡ bớt phần nào. Rượu thuốc này là họ ngâm cái gì đấy anh ha? Cha em bổ cho em 600.000 mình đó. 600.000 là uống để chữa bệnh. Này là lấy Bị đau nhức xương khớp. đau nhức xương khớp. Em uống thuốc tây không? Thuốc tây trong gỗ không? Thuốc tây. Đây luôn nha. Thôi cho cô chú anh chị xem. Đây là thuốc mà hỗ trợ chống oxy hóa, giảm lão hóa da. Cái này chắc là uống cho già. Ủa, vậy nến thì có phải sức thuốc gì thêm Dạ không? có thấy thuốc đó chị. Đây đây à. Đây này, này. Rất là nhiều Dạ thuốc. thuốc đây, thuốc nhức giảm đau giảm nhức. Này là uống theo ngày hay là uống theo khi nào nó đau thì mình uống à? Uống đau em mới uống, lần ngày nào em uống có 2 3 liều, 3 liều nay em bớt lại em sợ ảnh hưởng với thận. Giờ Tính là anh dùng thuốc bệnh nến đến giờ là 6 năm. thuốc nhất Thuốc nhất, rồi. thuốc nhất dùng 6 năm. Trời. Vậy nên dùng thuốc đó 6 năm thuốc bồi. Rồi cái chân chân mình nó bệnh như này rồi sao mà đi làm á? Đi làm rồi có ai chở, ai phụ, anh có chỗ làm không? Có đi leo lên xe leo đi được Người ta họ đỡ lên đi à? không, mình tự bò nhấc lên được Rồi đi về là chắc bạn chở về. không, về thì ra xe thì khi nhờ bạn dẫn xe mình leo lên. Em thấy đằng kia có cái chiếc nạng á, mà chân anh đi như này sao anh không mua chiếc xe lăn mình đi cho nó dễ hơn à? Nói chung đi xe lăn gì ngoài đó thì nhà trọ thì vệ sinh toilet ở ngoài tập thể, đường đi khó, xe ra đậu khó, đi nạn đi được. Xe lăn này chỉ lăn trong phòng chứ không dùng đi ngoài được. Còn đi Em ra chỉ đường làm sao trong đây ghế ra đường thì em đi xe đậu sát đây đi nạn lên xe rồi. anh tự lái xe đi. Mà lái đau mình gắng chịu, đi tây ga thì được, đi xe số rồi đau nhất lắm chịu. Hình như ở đằng kia em thu thấy một cái chiếc xe Xe số máy. mà cũ cũ đó là của anh à. Thằng em mới cho tiền mua đi làm. Mà thực ra công việc của anh khách làm thu em được biết là cũng không có được mà thường xuyên lắm, mà là kiểu người ta họ họ thiếu nhân lực và họ có hàng nhiều á thì người ta sẽ gọi anh làm, và một cái lần làm của anh nó sẽ không đều đặn mà nó
ở tháng này nó có được gọi được bao nhiêu ngày đó là mình sẽ làm được đấy, có tiền khoản tiền đó sẽ chi trả cho ăn uống hay là sinh hoạt hàng ngày là tự anh lo cho bản thân. Nào thiếu thì em với em gửi chị giúp. Như là anh chị em của anh khách đó, thì giúp anh cũng đã một thời gian dài như vậy rồi thì nó không có thể mà lo cho anh được hết tất cả, thì bộ mổ hay phẫu thuật gì đó hoặc là cái sinh hoạt của anh khách thì phải là tự mình làm để lo. Còn Thu Nguyên lúc nãy có hỏi anh về gia đình thì anh cũng không muốn là ông bà cha mẹ áp lực về bản thân, phải mỗi lần mà đi về tiêm thuốc hoặc là chữa trị rất là tốn kém, khi mà mình thấy ba mẹ mình đi làm kiếm tiền cực khổ và nuôi ra được từng này tiền nhưng mà để chữa trị cho mình rất là tốn kém, nên anh quyết định anh quay lại Sài Gòn tự làm tự lo cho cá nhân mình. Ở nhà rồi anh có hay gọi cho cô chú không ạ? Ba mẹ gọi lên thường. Cô chú có lo gì cho anh khi anh lên đây một mình không? Có hỏi hôm nay bệnh tình sao ở đỡ nhất không, ăn uống được không, thì lên đây ba mẹ buồn, nói chung là mẹ biết nhưng gia đình khổ không giúp, không lo con được nhiều, ba mẹ cũng buồn. Anh có điều gì mà anh còn tiếc nuối khi mình không làm được cho ba má? Tiếc mình tới từng tuổi này mình không làm được giúp cho cha mẹ hết mà làm khổ cho cha mẹ thêm, buồn lắm. Anh Nhiều khi ngủ muốn kết thúc cái mạng sống của mình buồn không thể nào tưởng tượng tả nổi, nằm đêm suy nghĩ muốn ra đi thanh thản, đừng để cho cha mẹ suy nghĩ buồn mình nữa, lo cho mình nữa. cố lên anh nha. Bởi vì em thôi nghĩ là cái gì còn còn nữa còn tắt, em không có dám là những người nào trong một hoàn cảnh khác nhau như anh Hiếu anh chia sẻ anh buồn anh ấy, nhưng mà tôi nghĩ là khi mà mình những người bạn giống như anh á, người ta chắc cũng đã từng có suy nghĩ như anh rồi, nên là cái suy nghĩ này tôi thấy là cũng bình thường thôi. Còn anh đã vượt qua được những cái khoảng thời gian đó để anh tiếp tục sống và tiếp tục làm việc tự nuôi bản thân, thì em nghĩ là anh ở đây có rất là nhiều nguồn lực, và em cũng mong thì sau này mình cái cơ duyên nào tới thì sẽ giúp ai đó sẽ giúp được anh, hoặc là có cơ duyên là mình đủ tiền hoặc là sau đấy có thể là phục được và trở lại được như người bình thường. Còn sống và còn hy vọng anh. Sẽ và hiện tại Thu Nguyên cũng gửi lời chúc đến anh là chúc anh thật là nhiều sức khỏe và luôn nhất định là phải giữ vững tinh thần, vì là bệnh của mình là nó mỗi lần tâm trạng anh khách mà anh suy sụp là cái những cái vết thương vết nó loét của anh nó sẽ đau hơn rát hơn rất là nhiều, nên mong anh cố gắng giữ tinh thần và chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Thu Nguyên cũng xin được tạm dừng clip ở đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip tiếp theo. Dạ con xin chào ạ. Dạ, chào cô chú Mạnh Quân ạ. À.